Ủa bà con ơi, được một con tôm tích vàng bà con ơi. Điều con này nó hơi nhỏ hơi xíu thôi. Ô, quá đã. Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0369591132 hoặc 0902864541. Cuộc sống dân biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Hello, xin chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Dân Biển. Và đây là nửa chiều, nửa giác chiều, tầm 30 mấy chiều. Anh em mình lại tiếp tục kéo một nửa lưới còn dưới nước nha mọi người. Hy vọng rằng giác này sẽ rất là nhiều cá mèo và cá đẫm cho anh em gửi cho lẹ và có tiền. Đây là những chú cá mồi đúng không? Cá lăm. Cá gì? Cá lăm mà. Còn cá mồi nó bự hơn phải không? Xin lỗi quý vị. Mình cứ tưởng đâu là đây là con cá mồi, nó giống nha. Cá đây gọi là cá lăm. Mới nói lăm không? Đúng rồi. Tại vì nó cá lăm mà. Nó ăn đây, con cá đây xương lắm không? Xương nhưng mà ăn rất là béo. Cá đây mà nướng ngon lắm nhưng mà làm gỏi không được, bởi vì nó xương quá. Cá đây nướng béo lắm nhưng mà chỉ có người lớn ăn được, chứ đã nhỏ thì không dám cho ăn. Nhìn cái thịt nó đỏ tươi rồi. Chuẩn bị chạy lên nha, cây cờ tiếp. Đợt này đầu tư được đôi dép mới rồi, đi nó không trợt nữa. Đợt trước đôi dép cũ đi té lên đống cá tè le chìm bẹp luôn. Anh trai tay gì anh trai? Anh Lương. Anh Lương. Đây là Bi đúng không? Đúng rồi. Còn kia là anh kia là tay gì? Sẹp. Đâu lại kêu tay gì, đâu phải kêu tay sẹp đâu. Pháp hả? Việt Nam có Pháp luôn. Anh Pháp. Thì tại vì mới ra cho nên mình vẫn chưa quen tay, vài bữa nữa là quen hết á. Em xin được review cái cây búa gỗ này cho kỹ càng xíu cho bà con hiểu được cái tiếng lóng của anh em dân biển nha mọi người. Ở ngoài biển anh em gọi cây đây không phải là tên là búa gỗ mà kêu gọi là cây chà gồ. Mình cũng không hiểu cái chữ chà gồ nó có liên quan gì tới cái cây này không, nhưng mà thật sự cây đây dùng để đập chữ T nè, đập con cầm, con cúm, mấy con nhỏ nhỏ mà không có giá trị kinh tế cao mà lại gỡ không được đó, gỡ là rách lưới hay đập. Ồ, con cá bạo da mọi người, nó đi theo quay cờ á đó. Xa quá chứ không thấy. Hai con luôn bự hơn theo quay cờ á, nó đi theo quay cờ nó đổi rồi á. Đó, bằng má á. Cá lằm quá trời. Cá lằm. Anh số kêu nước ở đây vừa quá, giờ này cá nó ít ra mọi người. Chắc là kéo giác này chắc là chạy điểm khác đánh rồi. Cái một khoảng cách như vậy là một tấm lưới nha mọi người. Cá lằm, trời, cá đầy nướng là đã lắm, hay như điều hơi xương. Đây nguyên một ổ cá ngát luôn rồi. Cá đây rửa ra dục luôn à. Kia đó kìa. Đó, có cá ngát ở đằng kia nữa.
thôi mình rửa cá, rửa cá cho nên đây dục cá ngát hết rồi. Trời ơi sợ mấy con này ghê quá. Tới khúc này thì cá lai rai rồi, đó rửa không kịp luôn. Chờ cá ngát lên kia quyền một đống đi. Bà con ơi, được một con tôm tít vàng bà con ơi. Điều con này nó hơi nhỏ hơi xíu thôi. Ô, quá đã. Con này hơi nhỏ hơi xíu. Giá này thì cũng tạm ổn mọi người. Thì cái sò này hào chứ. Hào chữ T. Đây là của biển, bỏ xuống biển rồi. Có kèo, giá này có kèo nhiều đó mọi người à. À hết luôn một bao lưới tức là ô cũng có ngựa. Giá này nhiều con quý hiếm dữ ta. Đó, cá cũng lai rai. Cảm ơn ba dắt kia. Đây hai sọt này đó, đó ba sọt thành ra là hơn hai sọt. Nếu mà kêu mà lấy cá ngát là thêm nửa cái cá ngát rồi chỗ đây nữa. Thôi bây giờ mình phụ anh em gỡ cá tiếp. Hết một bố lưới. Bố lưới thứ tư, còn hai bố nữa. Kia cây cờ đang nằm ngoài sau kia. Chờ anh em bỏ cá xuống là bắt đầu là thao tiếp. Cho anh kia là anh gì? Thon. Anh Thon. Đừng anh bắt đầu là ca. Bắt đầu ca thêm một bài hát nữa. Hồi nãy ca một bài rồi. Có cá thêm mà lần này ca thêm cá nhiều. Nhưng mà trời này thì mình đổ nó khoảng cỡ 4 giờ rồi. 4 giờ chiều nha. Ê 1 2 3. Bọc dếp ạ. Một. Một, hai. Được chưa? Nhớ uống nước gì, hai người cha vô.
Nhân vô phủ đời trai. Tương lai khủ dài dài nè. Nhân mà bánh đẹp trai. Đầu tiên đây là có cá nhiều rồi bà con ơi. Lên là dục không mọi người ơi, đừng dính cá ngát nữa. Rồi lại gỡ cá phụ cho anh em tiếp. Cái này là gọi cá chê dân kiếm mọi người ơi. Giờ này là kéo được nửa bố lưới rồi mọi người, và anh em đang miệt mài gỡ cá. Giác này thì lại cá, số lượng cá lại hơn giác sâu ở dưới trước nữa, rất là vui mừng mọi người. Cứ càng lúc càng nhiều 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 lên là ok. Đó cá đó đó rồi à. Cứ liên tục vậy là ngon à. Cứ yên tâm, anh em đây mới ra còn khỏe lắm, gỡ tới mai vẫn được mà. Có gì mà mời là anh đây là anh hát một bài hát, là cũng như là anh em là cũng như là tinh thần sảng khoái lại liền à. Rồi bắt đầu làm một câu luôn ra cho bà con khán giả nghe coi. Làm câu chứ. Cho sao bố mình không làm dâm đục. Cho lũ chung mình và phải đi nới rộng. Hay quá. Hay quá, quá hay, có ý nghĩa. À, cắm đây là có máu có mèo và có đổng. À, giá này có đổng có máu có mèo. Thấy đạt hơn mấy giá trước. Đó, đây đây này, chưa gỡ đây này. Anh em mình là 4 người gỡ. 4 người kéo. À, 2 người kéo, 2 người thao, 4 người gỡ. Gần xong bố lưới rồi. Được một sọt đầy cá đổng và đang gỡ đây. Giác này được hai cái cá đổng bự luôn á mọi người. Và cá mèo nữa, cái con này nó không dữ lắm á mọi người. Không dữ hơi bị ghê. Đây đưa tay vô nó cắn hơi bị ghê. Ồ nó cắn đau lắm. Bây giờ mình lại lượm cá tiếp, lượm cá đổng ra rồi. Đây, giá này được hơn 2 cái cá đổng.
lời dắt cuối cùng của anh em. Em đang ngồi chờ sẵn, chuẩn bị có cá vô gỡ. Ô, mấy con cua con cầm nhiều quá. Cái này là phải bắt buộc phải đập ra nha mọi người. Tại vì là nếu mà gỡ đó rất là lâu không chịu nổi luôn á. Ô, cá gì vậy? Ô, có đục to cổ bố luôn. Trời ơi, đây cầm dữ rồi. Đây. Trời lớn luôn á. Vậy là lớn lắm rồi. Vậy là lớn rồi. Đó, đó, ngồi đây đi. À, đây. Tự nè. Lớn rồi. Đó, bây kia lớn hơn đó. Lớn hơn cho cà vô luôn. Cà vô. Mấy con này phải review nó. Hả? Mấy con này phải review nó. Bắt đầu. Cá bắt đầu là lên nha, lai rai rồi mọi người. Cái giác cuối đây phải lên cho nhiều gửi nó mới đã. Đúng, chính xác. Sáng tới giờ mới được cái mấy giác cuối này. Trong chờ mấy giác này mới có tiền để nuôi mẹ già. Còn mấy giác kia sao? Mấy giác kia thì cũng kiếm cơm được, đủ tiền sữa cho con. Cũng mong ông bà phù hộ. Chính xác. Chính cháu đồ. Mọi người kiếm nổi thôi. Giá ông bà cô bác cho nằm đậm. Một cái độc quá. Độc toàn tổ bố luôn rồi. Liệu trước tính cả trước. Wow. Đồng tên đến cả trước. Tò ghê. Bị con cá nóc nó ăn nè. Bị mấy con ấy. Cá nóc quá, nóc vàng hồi nãy nó rỉa. Khoảng nửa bố lưới rồi. Nhưng mà giác này cầm nhiều quá. Cầm còn hơn cá nữa rồi. Nay như vậy là kiếm ăn được không? Anh bạn. Được anh à. Được không? Đủ dầu à. À, bây giờ mới ra mà. Rồi, mình lại gửi cá tiếp rồi mọi người. Bầu trời vừa sập tối và lưới đây mình cũng kéo gần xong rồi. Giờ bữa nay là quánh một giác thôi nha mọi người. Ngày mai là quánh hai giác thì thời gian nó gấp đôi. Ngày mai là mình nhậu đủ dục rồi nữa. Này mới nhá hàng cho bà con biết lưới là như thế nào thôi à. Mai bắt đầu mới vô không? Vô làm. Nãy giờ là thấy cầm rồi cho nên là làm nó lại lẹ hơn. Đây là mình cho mình miếng cá này. Ơ, dính à. Top. Rồi. Bao lời hàng cuối. Giác này dễ mà cá thì không nhiều bằng nãy. Rồi thế là anh em mình đã kéo xong lưới rồi. Bây giờ là lựa cá tiếp. Eli máy lằn luôn nha. Ô, mình mới bị một con ghẹ.
nó kẹp cho cái vừa lỏng bô tay mà vừa lỏng tay luôn, rác quá trời quá đất, cua kẹp. Ồ, ghẹ nó chết rồi. Này, con đây nè. À, con ghẹ đây á, mọi người đừng có coi thường nó nha mọi người. Ghẹ đây ăn rất là ngon. Con đây là ăn ngon nhất luôn á. Đúng là nếu mà ăn tươi thì nó không ngon bằng con ghẹ xanh rồi, nhưng mà nếu mà mình đã muối đá qua rồi thì con đây là ăn ngon nhất. Tại vì con đây á, nó ít khi mà nó bị róc thịt. Hết gỗ còn đây chắc thịt và nó thơm. Rồi lượm cá đây. Vậy thế là xong anh em mình lại cũng rửa cá xong rồi, bây giờ xếp cá ra đổng, xếp ra cá đổng, còn cá kia thì bỏ cái cá đây, giống mình bỏ cái mình không có trang bị đâu, phải không, để không mình muối đâu, phải không, cá này bỏ cái. Đúng ra là mình không có trồng cái gì hết nha mọi người. Mình cứ ấy xong rồi bỏ cái xong, còn cái đậm thì mình xếp cho nó khỏi bể bụng nha. Mọi người ơi, mọi người ơi, anh đi cho tôi mọi người. Lạnh quá mọi người ơi, mọi người ơi. Cái này trời xe xe lạnh rồi mọi người. Ướt người nữa bắt đầu lạnh không. Cho bữa nay được cái là anh em nghỉ sớm. Còn thêm 5 tấm lưới kìa nữa chứ. 5 tấm lưới xe kìa nữa. Nhập nữa sửa sao không được gì. Vậy là có món ghẹ luộc rồi mọi người ơi. Rồi cá đây nó làm gì? Nấu miếng canh chua mình ăn. Canh chua. Rồi có thêm món cá mèo làm gỏi nữa nha mọi người. Gỏi tái nữa. Rồi ở ngoài sau thì anh bạn đây là tên gì quên rồi. Dạ, tên lớn tên lớn hả? Dạ. Vậy là bạn lớn rồi sẽ bắt đầu nấu cơm làm món ăn nha rồi. Thôi mình lên nha, phụ anh em bỏ cá xuống hàm đó đã, rồi sợ lưới. Cái lưới xè đây mình sửa nó lâu không? Nửa tiếng. Là mình làm sao mình sửa ta? Mình bỏ vô cái chứ hả? Vô sọt phải không? Mình quay nó ra hả? Bây giờ mình muốn sửa cái lưới xè ra rồi mình phải bỏ vô cái sọt, mình quay nó ra. Mình sửa từ ngoài vô trong, trong ra ngoài. Bầu trời bữa nay khá màu đỏ. Mà màu đỏ là thường là nó gió, mà không biết đợt này nó gió không. Mà mình coi ở trong bản tin báo thì rất là êm nha mọi người. Mà không biết thì ít bữa nữa có thay đổi hay không. Giờ mình chơi bằng máy thôi mọi người. Mình quay vô cái bend ra rồi bắt đầu là mình xả ra.
đó mình cột vô đó, nó tới đâu rồi mình quay ra, nó đi xuôi thì quay xuôi, mà quay đi ngược là quay ngược, phải không? Mình lấy tay mình quay ra, đúng không? Đó, bây giờ làm cách này rồi ơi, nó quay vậy đó, ra đó. Một làn xả vậy là phải hai làn. Khi mình xả cái chì với cái đầu ra rồi chặt mới mình phải xả cái lưới ra nữa. Làn thứ hai đó. Rồi xả ra bắt đầu đặt cột lại. À.